không lên Facebook đâu, đăng lên YouTube không à? Vậy hả, đăng lên YouTube hả? Ừ. Rồi nhờ ấy chút xíu đi chú ba ơi, mà nếp đăng cậu xin xin qua bên kia dạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa toàn thể tất cả các vị, hiện tại thì chúng tôi đang có mặt tại khu cấm hoa để dâng lên trên tất cả các ngôi thờ trong chánh điện của phủ thờ của ông Ba. Và hiện tại thì đội hoa cấm hoa nghệ thuật của tất cả các nơi, anh em ở huyện Chợ Mới đang tập trung về đây để thực hiện những cái chậu hoa thiệt là đẹp của tất cả các kiểu mẫu để dâng cúng lên trên ngay ngày giỗ của ông. Đây là tinh thần của người con tín đồ Phật giáo Hòa Hảo trong miền xứ đạo, cũng là những cái điều hạnh phúc nhất trong cái chương trình của những ngày đại lễ. Trong buổi đại lễ thì ngoài việc dâng cơm nước thì có bông hoa, rồi có đãi đàn đủ thứ tất cả các cái. Buổi lễ được long trọng hay không có bao gồm nhiều yếu tố khác nhau chứ không phải là một. Giờ đây thì quý vị mình sẽ xem một yếu tố quan trọng trong chương trình của lễ, đó là chương trình là
cắm hoa và dân hoa để cúng lên trên ông bà nha. Bây giờ mời quý vị mình xem qua chương trình cắm hoa đây. Dạ kính thưa còn Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật và kính thưa toàn thể tất cả các vị. Đến thời điểm này cũng là giờ trưa tại Phú Thọ ông Ba. Mặc dù là thời tiết hơi sức là oi bức nhưng mà tinh thần của đồng đạo luôn lúc nào cũng thực hiện chương trình thiện nguyện. Chúng ta thấy hiện tại trong chương trình là bánh á, là có trên như vậy đó là 600 người, từ trên 600 người. Số lượng bánh gói như vậy là trên 30-40 ngàn đòn. Và hiện tại số lượng người về rất là đông để thực hiện chương trình này. Nếu mình tính từ trong kia đổ dài ra ngoài đây và luôn khu dưới đó là cũng không dưới như vậy đó, là nó cũng từ 500-600 người tới ngàn người bên đây luôn á. Đây là cái khâu chuẩn bị thôi nha. Còn cái khâu chánh lễ thì vào ngày mai, ngày mốt, ngày kia là mới vô chương trình chánh lễ. Đây, nếu như ai muốn đi lễ dỗ ông Ba thì chúng ta bắt đầu là chuẩn bị chương trình lên đường. Bây giờ chúng ta đi nha. Ồ, hôm nay có chừng cái kiểu mẫu này hết sức đẹp luôn em. Rồi, đây là khuôn viên săn lễ thì nói chung săn lễ thì trống trơn à. Là tại vì buổi sáng hôm nay thì mọi người chỉ vô trong đây ta thực hiện chương trình gói bánh để lễ tiếp thôi. Và đang tập trung rút về cái tạm trù của hậu cần thôi. Và ở ngoài kia thì ồ, làm hình con rồng này đẹp quá. Phủ thờ ông Ba. Ồ, nắng luôn. Trang đẹp rồi. Đây là khuôn viên chỗ Phú Thọ ông Ba ngang trước chánh điện cho thông thiên. Và ra phía ngoài này có những cái hình dáng cây cảnh hết sức là đẹp. Chúng ta đi ra khu viên này phải nói là êm cực kỳ luôn. Tuyệt vời. Và đây thì xin mời toàn thể quý vị nghe lại đôi nét về tiểu sử của ông Ba và tại sao phủ thờ lại có tại đây nha. Rồi.